sáng ngày 25 tháng 4 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Điện Biên, Bộ Quốc phòng phối hợp với tỉnh ủy Điện Biên tổ chức hội thảo khoa học chiến thắng Điện Biên Phủ, giá trị lịch sử và hiện thực mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2019. Chủ trì hội thảo có đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Điện Biên. Cùng tham dự chủ trì hội thảo có các đồng chí Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2 và Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện lịch sử quân sự phía Nam. Tham dự hội thảo có đại biểu lãnh đạo các tỉnh Điện Biên, Yên Bái, Sơn La và Lai Châu, đại biểu các quân khu, quân đoàn, học viện, nhà trường, các tướng lĩnh, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài quân đội, các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Lê Chiêm nhấn mạnh Hội thảo nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chiến dịch Điện Biên Phủ, sức mạnh của thế trận chiến tranh nhân dân Việt Nam, tinh thần, ý chí kiên cường, dũng cảm, mưu trí sáng tạo của quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến đấu, nguyên nhân, ý nghĩa, tầm vóc của thắng lợi, qua đó đúc rút những kinh nghiệm, bài học về lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược. Trình bày đề dẫn tại hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, 65 năm đã trôi qua, nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, ý chí quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta đã đang phá mãi tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc ta vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 80 báo cáo, tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các tướng lĩnh sĩ quan, các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Các tham luận khẳng định và làm sáng tỏ tầm vóc, nguyên nhân, ý nghĩa lịch sử, những bài học kinh nghiệm của chiến thắng Điện Biên Phủ, sự vận dụng sáng tạo những bài học lịch sử có giá trị lý luận, giá trị thực tiễn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa giai đoạn hiện nay. Kết luận hội thảo, Thượng tướng Lê Chiêm khẳng định, chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa hết sức to lớn. Lần đầu tiên, quân đội nhân dân Việt Nam của một nước thuộc địa ở châu Á đã đánh thắng quân đội của một cường quốc châu Âu bằng sức mạnh quân sự, mở ra thời kỳ suy tàn của chế độ thuộc địa và là sự khởi đầu cho phong trào đứng lên giành độc lập của các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Kết quả của hội thảo góp phần làm sâu sắc những vấn đề khoa học và thực tiễn đặt ra từ chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ nâng cao niềm tự hào, tự tôn dân tộc, củng cố niềm tin và quyết tâm chính trị của toàn đảng, toàn dân và toàn quốc ta vào sự nghiệp đổi mới đất nước, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới. Sau hội thảo, các đại biểu đã tham quan các di tích lịch sử tại cứ điểm địa biên phủ như di tích đội A1, sở chỉ huy Mường Phăng, hầm Đờ Cát, Trước đó trong khuôn khổ chương trình hội thảo, các đại biểu đã tới dân hoa thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ đồi A1. Tại đây, đoàn đã trân trọng đặt vòng hoa, sân hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân đối với công lao to lớn và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau lễ viếng, các thành viên trong đoàn đã tới thăm hỏi, tặng quà và động viên năm gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.